Với một bộ cấu hình combo ngoài 50 triệu đồng, chính xác của nó là 55 triệu đồng, thì các anh em có thể sử dụng với bộ combo này đa dạng, rất nhiều những cái không gian khác nhau. Như các anh em có thể đem ra ngoài trời này, đánh sự kiện nhỏ này, hoặc đánh không gian trong phòng khách thật rộng, hay đưa cả vào phòng kinh doanh luôn. Đó là những cái phòng hát karaoke mà các em thường đi hát ấy, thì sẽ gặp những cái cấu hình combo tương tự như thế này. Đây là cấu hình combo của anh Thanh, anh ở bên Thanh Trì, Hà Nội. Một bộ combo này gồm một cặp loa full VA12 Pro, đáp ứng được tất cả những cái dòng nhạc trên thị trường hiện nay, những cái dòng nhạc DJ new top, hay là những dòng nhạc nhẹ nhàng du dương, hay cái hát karaoke, hay nghe nhạc xem phim. Hình thức rất là đẹp, chúng ta có thể để trên kệ hay là để treo cũng được. Cặp này đang có một cái mức giá tương đối là hợp lý cho một mẫu loa cao cấp, 25 triệu đồng cho mẫu loa này, dòng full VA12. Tiếp nữa là ở dưới này để đánh cho cái tiếng bass mạnh lực và cái giải siêu trầm nó xuống sâu. Một cái tiếng bass nó xuống sâu ấy, thì chúng em ghép cho anh Thanh một cục loa siêu trầm 560 Plus phiên bản phủ sơn nano bóng bên ngoài rất là đẹp. Cục súp này cho ra công suất max được 700W, nó đánh bass đối diện ra phía trước. Đây, em đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Không gian để cặp loa VA12 với cục súp này trình diễn thì nó dao động từ 20m² cho đến 150m², đánh bạo lực mạnh mẽ đấy. Và bộ tiếp theo đó là bộ đôi sản phẩm. Đây, bộ đôi sản phẩm này thì gồm con đẩy X23 Pro DAC và bên trên là bộ mic M9+. Bộ mic này thì cực kỳ khỏe về cái bước sóng của nó cũng như là cái tiếng mic của nó thì trong trẻo, nhẹ nhàng, dễ hát. Chúng em có những cái bản test vượt mọi địa hình khó khăn rồi. Đây là bộ đẩy lên vang số X23 cho ra lời ca tiếng hát ngọt ngào cũng như là xử lý âm sắc chuyên nghiệp. Tổng cấu hình combo này là 55 triệu đồng và anh Thanh cũng đã đến với bên JK chúng em với một đơn hàng rất là VIP như này. Và anh Thanh cũng là một người có niềm đam mê âm thanh và chơi về cái món audio này từ rất là lâu rồi. Và quyết định đến với JK với cấu hình combo thì JK cũng sẽ lên luôn một cấu hình này để anh em tham khảo. Trên 50 triệu đồng một cấu hình, nghe rất nhiều dòng nhạc và phù hợp với không gian từ 20m² cho đến 150m². Em sẽ ghép xong thì đi vào test nhạc và test karaoke gửi đến các anh em luôn. Hỏi đã xanh theo bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn. Vừa rồi thì chúng em gửi đến các bác anh em cũng như đầm bác Thanh ở trong cấu hình combo này ca khúc Lệ Đá, một ca khúc rất là nhẹ nhàng, tình cảm và thể hiện được tất cả những cái điểm mạnh của những cấu hình combo, nhất là những cấu hình combo loa full cao cấp như full VA12 này kết hợp với cục loa siêu trầm. Tổng thể cấu hình combo này thì các bác em có thể hát trên rất nhiều những dòng nhạc khác nhau. Vì thời lượng video nên em cũng sẽ khép lại video đây. Và tất cả mọi thông tin về sản phẩm các anh em có thể liên hệ ngay cho em qua số hotline để em tư vấn cấu hình combo tương tự như của bác Thanh ở bên Thanh Trì này. Xin khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em rất là nhiều.